Bhagavato arahato samma samputtassa namo tassa bhagavato arahato samma samputtassa namo tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc arahant cao thượng được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc arahant cao thượng được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc arahant cao thượng được chứng quả chánh chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dâm bi Bụt thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm bi Tham măng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm bi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi tham măng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phút thang sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Tham măng sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sáng khang sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Đu ti yam pi bút thang sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham mang sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sang khang sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bút thang sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tisarana kahanang paribun nam, phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A phan tê dạ xin vâng. Bà na tí bà ta vê ramani sikha padang samadhiya mấy, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đà na vê ramani sikha padang samadhiya mấy, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame smicha chara ve ramani sikha padang samadhiya mấy, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada ve ramani sikha padang samadhiya mấy, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamachappama dathana ve ramani sikha padang samadhiya mấy, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panati pata veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Musa wada veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối.
Sura meraya macha pamadatha na veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là quý chân xa sự dễ dùi uống rượu và các chất say. Imani panjasika pada sin lisa kang kato apamadena ni cakalang samarakhitapang. Chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy cố gắng vân giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ama phan tê dạ xin vâng. Sile na sugagatin kiam ti sile na foga sambata sile na neputin jan ti tasma silam wiso taye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thu lần thay. Và thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Vui lòng thành kính làm lễ tám chức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ, bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Nhà kính bạch đại đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, nhà sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, Avatthana xin được nhường cho Sít Âm Si Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Vát Tha Na. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ cảm ơn sức rạng đông Vinh Vát Tha Na cho nhục Vinh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tỳ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Vinh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục Vinh kính chào Vinh Vát Tha Na, kính chào Maharaja, kính chào Chandara. Mến chào Thi An Lạc, kính chào Buôn Võ, kính chào Sinh Nhội Nghe, mến chào Sư Rạng Đông. Kính chào Huyền Mộng, kính chào IQ em đó, mến chào Trang Thư, mến chào Thi Na, mến chào Cẩm Vân, mến chào Sư Phương. Dạ, cảm ơn Châu Phan, mến chào Châu Phan. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tân Đức Nhật Minh, kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính thánh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quách Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và con cũng xin sám hối với chư tôn đức và xin lỗi đạo tràng. Và con không có trước máy, vừa lại máy thì bị rớt máy mít nên bị chậm trễ. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh đã thấy Vinh Vát Tha Na đưa bài học lên rồi. Dạ, mời Rạng Đông đọc mở hàng nha. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Vinh Vát Tha Na, kính mời Thi Na, mến mời Cẩm Vân, mến mời Sịch Tâm Phương và mời tất cả những vị trong đạo tràng. Vị nào có thể xin đưa bàn tay của mình lên để ôn bài. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh mời Rạng Đông nha. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh tại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc bài kinh tiểu bộ.
Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2 Phẩm Mú Chá Linh Đá, bài 2 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thí tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Án Na Thá Bình Đi Cá, lúc mấy giờ nhiều vị tỷ kheo sau bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường và câu chuyện này được khởi lên. Này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Bimbisara ở Ma Gá Thá Ma Kiệt Đà và vua Bá Xê Ná Đí ở xứ Cô Xá Lá, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai quy lực lớn hơn? Rồi câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều tự thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo ở đây, nay các ngươi ngồi hội họp với câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các ngươi? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn đi khất thực trở về. Và câu chuyện được khơi lên, ai quy lực lớn hơn? Câu chuyện này, chúng con bạch Thế Tôn, chưa chấm dứt, thời Thế Tôn đã đến. Này các tỷ kheo, thật không thích đáng cho các ngươi, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỷ kheo, khi các ngươi hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này, không bằng phần 16 lạc do ái đoạn diệt. Và thưa bài kinh văn đến đây đã chấm dứt. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ, con Đặt Lê. Dạ, con kính đến lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đến lễ Chư Đại Đức Tăng của cô Tu Nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc Kinh Tiểu Bộ Ít Phút Tắc Khá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, Phẩm Mú Chá Linh Đá, bài 2. Như vậy, một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thí tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Á Na Tháp Phi Đi Khá, lúc bấy giờ nhiều vị tỷ kheo sau cái bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường, và câu chuyện này được khởi lên. Này chư hiền, giữa hai vị này, vua Seniya Pimpisara ở Má Gá Thá Ma Kiệt Đà và vua Bát-xê-na-thí xứ ở Cô Xá Lá, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai oai lực lớn hơn? Rồi câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào một buổi chiều từ thiền định đứng dậy, đi đến hậu trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn.
Sau rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ở đây này, nay các ngươi ngồi hồi hộp với câu chuyện gì, và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt các ngươi? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn đi khất thực về, câu chuyện này được khởi lên, ai uy lực lớn hơn câu chuyện này giữa chúng con? Bạch Thế Tôn, chưa chấm dứt lời Thế Tôn đã đến. Này các tỷ kheo, thật không thích đáng cho các ngươi, những cái thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỷ kheo, khi các ngươi hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữa sự im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: dục lạc gì ở đời, kể cả lạc này, không bằng phần 16 lạc do ái dục diệt. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú hành thai, kính cảm ơn chị Lật Lê. Dạ, Nam Mô Bất Tha, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Quốc Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mú Chá Linh Đa, bài 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thí, tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Á Na Thá Biên Lý Cá. Lúc bấy giờ nhiều vị tỳ kheo sau bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường, và câu chuyện này được khởi lên: Này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Sê Ní Giá Bim Bí Sa Rá ở Má Gá Thá Ma Kiệt Đà, và vua Ba Sê Ná Đí ở xứ ở Cô Xá Lá, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai quy lực lớn hơn? Rồi câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn đi vào buổi chiều từ thiền tịnh, đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đi đến, ngồi xuống trên chỗ đã dọn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ở đây nay các ngươi ngồi hội họp với câu chuyện gì, và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các ngươi? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn đi khất thực về, câu chuyện này được khởi lên, ai quy lực lớn hơn, câu chuyện này giữa chúng con? Bạch Thế Tôn, chưa chấm dứt thời Thế Tôn đã đến. Này các tỷ kheo, thật không thích đáng cho các ngươi, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỷ kheo, khi các ngươi hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữa sự im lặng của các bậc thánh? Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này:
Hai, dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này, không bằng phần 16, lạc do ái đoạn diệt. Dạ, công nhân đã đọc bài xong, mến mời vận tay của Christina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư quý bà của cô tiên nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Kinh Tiểu Bộ Iti Uttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Muchalinda, bài 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anna Thapindika, lúc bấy giờ nhiều vị tỳ kheo sau bữa ăn khi đi khất thực trở về, ngồi họp lại hội trường và câu chuyện này được khởi lên. Này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Seniya Bimbisara ở Magatha Makida và vua Pasenadi xứ ở Kosala, ai giàu có hơn, ai tài sản hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai uy lực lớn hơn. Rồi câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ở đây các ngươi ngồi hội họp với câu chuyện gì và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các ngươi? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn đi khất thực trở về, câu chuyện này được khởi lên. Ai uy lực lớn hơn, câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn chưa chấm dứt, thời Thế Tôn đã đến. Này các tỳ kheo, thật không thích đáng cho các ngươi, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỳ kheo, khi các ngươi hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữ im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này, không phần 16, lạc do ái đoạn diệt. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Sathu, sathu lành thay Tina. Namo Phuttaya, Namo Thamaya, Namo Sankhaya, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng, kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Iti Uttaka, kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Muchalinda, bài 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika, lúc bây giờ nhiều vị tỷ kheo sau bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường và câu chuyện này được khởi lên. Này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Seniya Bimbasara ở Magatha Makida và vua Pasenadi ở xứ Kosala, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cổ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai uy lực lớn hơn? Rồi câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ở đây nay các ngươi ngồi họp với câu chuyện gì và câu chuyện gì giữa chúng chưa chấm dứt? Giữa các ngươi, ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau ăn đi khất thực trở về, vân vân. Câu chuyện này được khởi lên. Ai uy lực lớn hơn? Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, chưa chấm dứt, thời Thế Tôn đã đến. Này các tỳ kheo, thật không thích đáng cho các ngươi, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, để nói câu chuyện như vậy. Này các tỳ kheo, khi các ngươi hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh.
Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này, không bằng phần 16 lạc do ái đoạn diệt. Dạ, hết. À, dạ, ta đang thấy bàn tay của ai nữa ha. Ta ai cũng mời xin ra nhiệt tình nhé. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nam Mô Bích Thai, dạ. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, con không biết Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được rồi. Sư không nghe được, sư lại chạy ra rồi. Dạ, con xin được ôn bài Tiểu Bộ Kinh. Dạ, cảm ơn Minh Vát Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itibut Tát Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Ulat Mucha Linda, bài 2 La Mã. Như vậy, con nghe một thời Thế Tôn ở sau Quá Thiên, tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ kheo sau bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường và câu chuyện này được khởi lên. Này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Seniya bin Visara ở Magadha, Ma Kiệt Đà, vua Bhase Nadi ở Cô Sa Lá, ai giàu có hơn ai, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai uy lực lớn hơn. Rồi câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào buổi từ hiền đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, ở đây nay các người hội họp với câu chuyện gì, và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các người? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn đi khất thực trở về, vân vân, câu chuyện này được khơi lên, vân vân, ai uy lực lớn hơn, câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, chưa chấm dứt, thời Thế Tôn đến. Thời Thế Tôn đã đến. Này các tỳ kheo, thật không thích đáng cho các ngươi, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỳ kheo, khi các người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp, hai, giữ sự im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: hai, dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này, không bằng phần 16 lạc do ái đoạn diệt. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, Thượng Tọa Pháp Tăng không nghe được, mà cũng đã đến giờ để được sư giảng dạy bài học ngày hôm nay. Trong khi chờ đợi, con xin cầm mít được một lát. Dạ, kính sa thú, kính cảm ơn Vinh Quá Tha Na, cảm ơn Thi Na, cảm ơn Cẩm Vân, cảm ơn Xích Tâm Phương, cảm ơn Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ con thấy Thượng Tọa Pháp Tăng vào rồi. Sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Bữa nay đường truyền của sư bị như thế nào rồi? Sư ra vào nhiều lần mà sư vẫn không nghe được. Bây giờ làm sao đây?
để thỉnh sư cầm bích. Dạ, đặng đông ơi, thỉnh sư cầm bích thử coi, có khi sư nào sư lại chạy ra nữa đó. Dạ, có khi sư nghe không được mà lại sư nói mình nghe được. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin ý kiến của Quỳnh Quát Thanh Á, Xích Rạng Thông cũng như của trong đạo tràng. Bây giờ Nhật Quỳnh phải làm sao quý vị? Hay thôi mời mà mời Rạng Đông cầm mít một lát đi, không biết Rạng Đông có chuẩn bị không. Dạ, tại vì lúc nãy Nhật Quỳnh mở rung. Dạ, rồi mà dạ, con thấy Thượng Tọa Pháp Thân trở vào lại rồi. Dạ, con chúng con thỉnh sư cầm mít thử bạch sư. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, yeah, sư không cầm mít được luôn. Dạ, vậy giờ Nhật Quỳnh mời Rạng Đông. Dạ, yeah. Dạ, yeah, con thấy sư vào rồi. Sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Sư dùng điện thoại mà cũng không có cầm mít được. Dạ, yeah, sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, yeah, vậy là sư cũng không nghe được rồi, dạ. Yeah. Đúng rồi, mình chắc lên đúng rồi, nhưng mình xuống mít để thư sửa. Dạ, kính mời Rạng Đông cầm mít đi, Rạng Đông. Dạ, mời Rạng Đông cầm mít để chào sư vào. Dạ, kính mời. Samma vayamo Samma sati Samma Majjhima Dạ, chúng con thấy Thượng Tọa Pháp Tăng vào rồi. Dạ, con thưa ông thỉnh sư thử mít bạch sư. Dạ, con kính dân sư ạ. Dạ, bây giờ Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh không con? Con không bạch sư.
Dạ sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Dạ con thỉnh sư cầm mic. Dạ kính mời Rạng Đông. Dạ không có ai cầm mic hết nên con sợ sư ấy con mới cầm mic. Dạ bây giờ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ đạo tràng con. Hết rồi. Biết làm sao bây giờ. Dạ cảm ơn Cẩm Vân. Dạ tính lúc nãy hỏi cho Cẩm Vân hoặc vì nào chắc lên đặng sư biết rằng có người cầm mic. À, thôi bây giờ mời Đặng Đông cầm mic đi Đặng Đông. Khi nào mà sư vào thì mình chắc lên. Nếu sư nghe được thì hãy buông mic chứ để. Mình buông mic sớm thì sư lại tưởng là máy sư hư nữa. Dạ mời Đặng Đông nghe. Tathagatena Abhisambuddha Chakku Karani Jnana Karani Upasamaya Abhinyaya Sambodhaya Nibbanaya Sanvattati. Kama tanha
avatanha. Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ không ạ? À? Nãy giờ làm nhiều cách lắm rồi. Dạ, thử hết máy này tới máy nọ, tắt nguồn mình, nó cứ không có nghe. Dạ. Không nghe được mà cầm mic cũng không được. Dạ. Bây giờ qua cái máy này là cái máy cell phone với Samsung, nó nghe được, trong khi Apple nó nghe không được. Hai ba máy làm không được. À, bây giờ là nghe rõ ha quý vị. À, cảm ơn Thượng Tọa Minh Hạnh. À, Nam mô Bút Thai Giá, Nam mô Thâm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. À, thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh. À, kính chào Chư Tôn Đức Tăng. À, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, là do cái kỹ thuật cho nên là vô trễ, nãy giờ cứ lần lựa hoài không có vô được. Bây giờ thì xài qua cái máy cell phone thường ngày mình thường xài đó, sư thường xài, chúng tôi thường xài đó, thì nghe được cho nên nói được. Còn cái khi nãy là không nghe được, hai cái kia nghe không được mà cũng không nói được luôn, không cầm ít được. Bây giờ thì sinh hoạt lại tốt rồi, nghe tốt, thì chúng tôi sẽ cố gắng để giảng cái bài học hôm nay. Chắc có lẽ là cô Nhật Quỳnh hoặc là các vị MC đã đọc xong cái bài hôm nay rồi, phải không? Chưa nữa hả? Nãy giờ sao không đọc? Rồi thôi đọc đi, đọc bài đi chúng tôi giảng. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thân. Tại chúng con thấy sư không có nghe được nên chúng con không dám thỉnh Pháp Sư, cũng không dám đọc bài. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh thỉnh Pháp Sư trước khi Nhật Quỳnh đọc bài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Phạm Thiên Phật ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng nhị hơi, việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy kinh dự pháp từ, đó là nhân kiều trận như, được nén hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bài nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin đọc bài học ngày hôm nay. Bài hôm nay cũng ngắn nên nhanh bạch sư. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thanh Á. Kinh Tiểu Bộ Itibuddhaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Ucchalinda, bài Ba La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy giữa Sawatthi và Chetavana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào sau quách thí để thức thực. Thế Tôn thấy giữa sau quách thí và chê tá qua ná nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai làm hại với trường tìm lạc cho mình, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Đối với chúng sanh muốn lạc,
ai không hại đối trực, ai không hại với trực kẻ tìm lạc cho mình đời sau tìm được lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng tông đùm, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và Quỳnh kính chúc đồ tràng mọi buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay là bài học chúng ta học theo số 3 của La Mã ở trong phẩm Linda. Như phần chánh văn chúng ta đã nghe đọc, cái bài học hôm nay rất là dễ, không có khó. Nói nó liên quan đến một phần của nghiệp báo mà thôi. Thì cái duyên sự của cái bài học hôm nay đó, thì Đức Phật ngài ở tại Chetavana, tại Sawatthi, tại cái khu vườn của ông cấp cô độc Anathapindika. Lúc bấy giờ thì Đức Phật ngài mới thấy một số đứa trẻ nó đang những cái cây gậy để nó đánh đập những cái con rắn, ở đây nói những con rắn. Thì khi vào buổi sáng Đức Phật ngài đi trì bình thực thực, ngài gặp những việc đó, thì Thế Tôn ngài dựa trên cái sự thấy của ngài nói lên cái ý nghĩa mà ngài dạy ở trong cái kệ ngôn này. Thì cái kệ ngôn này đó, hôm nay thì Đức Phật ngài nói ai làm hại giới trượng, trượng tức là gậy á, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Đối chúng sanh muốn lạc, không ai không hại giới trượng, kẻ tìm lạc cho mình đời sau tìm được lạc. Chúng ta đọc cái kệ ngôn này đó thì chúng tôi nhớ lại ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu Pháp Cú cũng tương tự như vậy, cũng tương tự như vậy. Chúng tôi nhớ không hết Bali, nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng Sukha kamani phutani yo dande na hin sati attano sukame sanang, vân vân. Chúng tôi nhớ là cái câu đó. Có nghĩa là ai tìm hạnh phúc cho người, hạnh phúc cho mình, nhưng mà dùng quyền thế hãm hại chúng sanh khác, thì kẻ đó sau khi chết không giữ được an vui. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy vậy. Thì bây giờ ở đây đó, chúng ta thấy trong cái kệ ngôn này đó, nó rất là dễ hiểu với cái điều mà Đức Phật ngài dạy đó là ai làm hại giới trượng, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không thể không tìm được an lạc. Giống như câu Pháp Cú mà chúng tôi vừa trình bày khi nãy, ý nghĩa cũng tương tự như vậy thôi. Thì mình tìm cái an lạc cho mình, nhưng mà rồi đó là mình dùng quyền thế mà đi gọc để mình hại chúng sanh. Chúng ta nhớ rằng mỗi người chúng ta đó là có ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp có ba: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Còn khẩu nghiệp thì có bốn, khẩu nghiệp có bốn, tức là nói dối, lời độc ác, nói lời thiêu thùa, nói lời vô ích, Còn ý nghiệp thì cũng có ba: tham ác, sân ác và tà kiến ác. Như vậy thì ở đây đó là một khi thân nghiệp hay là khẩu nghiệp chúng ta khởi lên thì cũng có cái ý nghiệp.
cũng có cái ý nghiệp, mà ý nghiệp bất thiện, cho nên là chúng ta mới tác tạo thành cái nghiệp bất thiện được. Chúng ta chú ý vậy. Như vậy thì cái ý nghiệp chúng ta nghĩ là chúng ta có những người đánh đập hành hạ, đánh đập hành hạ. Chúng ta quay lại cái bài kinh mà tiểu nghiệp phân biệt, tiểu nghiệp phân biệt đó, kinh tiểu nghiệp phân biệt đó, thì chúng ta nhớ cái bài kinh mà để cho Suphatodaya, thanh niên Suphatodaya đó, khi mà thanh niên Suphatodaya hỏi Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân gì ở trên đời có sự chênh lệch với nhau? Có người thông minh, có kẻ kém trí, có người giàu sang, có kẻ hạ tiện, có người đẹp, có người xấu, có người khỏe mạnh, có người ốm yếu, có người sống thọ, có người chết yểu, có người khỏe mạnh, có người ốm yếu. Đó. Rồi có người danh vọng địa vị, có người hạ tiện. Như vậy thì Phật nói là chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Trong đó Đức Phật Ngài giải thích rằng là một người mà sanh đời, nhưng mà tại sao lại là có những người lại khỏe mạnh, nhưng mà có người lại bệnh tật triền miên. Nhân mà đánh đập hay là hành hạ, cái câu chuyện mà mình nói là những đứa trẻ nó giết những cái con rắn bằng những cái gậy, dù là nô đùa giỡn, nhưng mà đó là sự chú ý của những đứa trẻ, sự cố ý tác tạo thành nghiệp của những đứa trẻ, tại nó muốn giết những con rắn đó để rồi nó thỏa thích, nó vui chơi. Hoặc là nhưng mà nó giết bằng cách gì đi nữa, bằng với cái tâm chủ tâm của nó, cố tâm của nó, nó sát hại sinh vật, đánh đập hành hạ sinh vật. Cho nên là chúng ta biết rằng nhiều khi ở trong kinh Nguyên Thủy của chúng ta đó, đặc biệt kinh Bali đó, thì Đức Phật Ngài không có nói trực tiếp là phải phóng sanh hay là gì hết. Phóng sanh kinh đến Phật giáo Bắc truyền sau này thường đề cập đến. Nhưng dù sao đi nữa thì cái đó cũng là khởi tâm tự, cũng là một hành động thiện, muốn giải phóng những chúng sinh đó thoát khỏi sự kèm kẹp, cho nên người ta mới phóng sanh. Người ta có những con cá, người ta mua những con cá, hay người ta mua những con chim, người ta thả xuống sông. Người ta thả con cá thì người ta sẽ xuống sông, con chim thì người ta xả thả lên trời. Cái đó là cái hành động mình phóng thích, giúp cho những cái sinh vật đó thoát khỏi sự kèm kẹp. Thì đó là một hành động thiện. Nhưng mà mặc dù như vậy, kinh điển Bali thì Đức Phật không có nói trực tiếp ở phóng sinh là một cái gì hết á. Đức Phật chỉ nói rằng mình đừng có nên sát sanh, và Đức Phật dạy mình cũng nên có cái tâm từ với sinh loại, có tâm bi với sinh loại, tâm từ là mát mẻ với sinh loại, không có sân hận với sinh loại. Rồi tâm bi là không nỡ thấy sinh loại đau khổ, các sinh vật đau khổ, cho nên là chúng ta phải có cái tâm bi là như vậy. Tâm bi là như vậy. Cho nên ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy rằng mình tìm cái an vui hạnh phúc cho mình. Nhưng mà rồi đó, ở đây đó là ai làm hại giới trưởng, kẻ tìm được lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Đây là chúng ta nói đến nghiệp báo, nhân quả. Nhân nào thì cho quả nấy hơn. Rồi nghiệp thiện thì cho quả, giống như là trong kinh đó là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, trắng đen cho quả trắng đen, nghiệp không trắng không đen thì cho quả không trắng không đen. Thì ở đây đó
nếu như một người mà dùng đao trượng, đao đao là tức là dao búa vũ khí đó, trượng tức là gậy, khi mà mình hành hạ đánh đập để mà mình cầu an vui cho mình, an lạc cho mình, thì điều đó không thể có, không thể có. Chúng ta biết rằng là có một điều đó là mình đứng ở trong một cái cương vị nào đó, nếu mà cái tâm mình ác á, đặc biệt là những vị vua chúa có cái tâm ác á, thì người ta mới là sát hại sinh vật, sát hại sinh vật. Có cái tâm ác á, cho nên là người ta giết người đó một cách vô cớ, bởi vì người ta có quyền ở trong tay, người ta có quyền trong tay. Ngày xưa chúng ta nhớ rằng có nhiều khi đó, một cái vị vua mà có một người nào đó khi quân phạm thượng đó, thì tự động là nhà vua đem ra chém đầu hoặc là hành hạ đánh đập. Thì nói như vậy cho nên là quyền sanh sát là do ông vua, do cái vị vua đó. Cho nên người mà càng có quyền, người mà có quyền nhiều mà tâm họ không có, tâm họ không có hiền thiện, tâm họ ác đó, thì họ có quyền sát hại. Chỉ cần một cái lời khoán của họ ra thôi, khoán quyết của họ ra, thì bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chết. Cho nên nó là cái người mà cầu an lạc cho mình, giống như chúng tôi nói cái điều này, Việt Nam chúng ta đó, nhiều khi mình có cái, nếu một người bình thường đó, không phải là một người Phật tử đó, bởi vì người Phật tử thì người ta phải biết tam quy ngũ giới, người ta phải biết gìn giữ những cái giới hạnh. Còn cái người bình thường á, thì người ta muốn cầu cho họ được an vui. Chúng ta biết rằng khi mà Phật giáo du nhập vào Việt Nam của chúng ta, thì trước đó là có cái tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng như là đình miếu tự rồi đó, là đình miếu, những cái đó. Miếu là thường thường là thờ mấy bà, mấy cô. Thí dụ như là bà miếu bà Ngũ Hành, hay là miếu bà chú Ngọc Nương Nương, miếu bà chú Sứ, hay là bà Đen, bà Đỏ gì đó, vân vân. Thì cái đó là nó mang cái tính gọi là tín ngưỡng dân gian, dân gian. Rồi thí dụ như là đình á, thì chúng ta biết là thờ thần. Thì mỗi một nơi là có thờ một ông thần, thần ở cái vùng đất đó người ta quan niệm. Rồi là thường cái ngày mà cúng thần, đình đình thần, hay là cái ngày cúng miếu đó, thì người ta sẽ giết rất là nhiều heo, nhiều gà, nhiều trâu, nhiều bò gì đó, để rồi người ta cúng tế những ông thần đó hay là những bà chúa đó, để người ta cầu cái sự an vui. Cúng bà là để cầu an vui, cúng ông là để, cúng thần là để cầu an vui. Nhưng mà rồi đó thì người ta sẽ sát hại những cái con vật như con trâu, con bò, con heo, con gà gì đó, người ta giết. Thì cái đó nó giống như là cái tín ngưỡng sơ khai của Ấn Độ thôi. Chúng ta biết Ấn Độ giáo nó là một tôn giáo đa thần, tôn giáo đa thần. Cho nên nó ngoài ba thần lớn là Brahma, Shiva và Vishnu ra, tức là thần sản sinh ra, bảo dưỡng, và thần quỷ diệt, thì còn có cái thần sông, thần núi, thần rạch, thần cây, thần cối, thần dôi, thần này thần kia, nhiều thần lắm. Cho nên là họ rất là cúng tế, rất là cúng tế, họ thường quan niệm đến sự cúng tế. Tức là chúng tôi có coi một lần, coi ở trong cái gọi là hàng đài truyền hình Sài Gòn có chiếu cái bộ phim gọi là Quyền Bí Sông Hàn, thì thấy người Ấn Độ họ cúng tế thấy ghê lắm. Cái con gà vậy đó là họ chặt cái đầu, cái là lửa đang đốt vậy đó là họ trút cái con gà nó cho máu nó chảy ở trên cái đống lửa mà đang cháy đó. Họ tế nữ thần Kali. Thì chúng tôi nói như vậy để cho quý vị thấy rằng con gà nó đang sống vậy đó, chặt cái bụp
đứt cái đầu ra, rồi túc cái cổ nó xuống để cho máu nó chảy trên lửa đó, máu nó chảy xuống nó đốt, đó là tế thần, nữ thần Kali. Thì chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng có một số quan niệm, cả Việt Nam mình cũng như là các nước trên thế giới có một số quan niệm ngoài cái tôn giáo chính thống thì có những cái gọi là tín ngưỡng dân gian, cho nên là người ta thờ cúng, thờ tế, rồi người ta tế thần, tế thần, nghĩ là cầu tế thần linh để cầu được sự an lạc cho mình, mua may bán đắt, hay là mưa thuận gió hòa, được bình an, rồi vân vân, cúng thế thần đó, cầu an vui cho mình. Trong kinh Phật nói rằng là không có cái ngày nào là gọi là ngày tốt, cũng không có cái ngày nào là ngày xấu, cũng không có cái nào là vận mệnh của tốt hay là vận mệnh của xấu, chỉ có cái hành động tốt hoặc là hành động xấu. Ngày nào làm được việc thiện thì đó là ngày tốt, ngày nào làm việc ác thì ngày đó là ngày xấu. Chúng ta lưu ý vậy. Cho nên là tốt và xấu là do cái hành động của mình, chứ không phải là do ngài hay là do thần linh. Và Đức Phật cũng cho chúng ta biết đó là không có một thần linh nào mà có thể cứu rỗi cho chúng ta được. Không một thần linh nào có thể cứu rỗi cho chúng ta được khi chúng ta cầu những điều đó. Cho nên là mình với một cái người tu Phật của mình nói chung thì chúng ta tin vào nhân quả nghiệp báo. Và vì vậy cho nên là chúng ta không làm tổn thương ai dù trong cái ý nghĩ, không làm tổn hại ai dù trong cái ý nghĩ, tức là ý niệm mình á, chứ đừng nói tới cái hành động hay là lời nói của mình. Cho nên là khi mà mình cầu được sự an lạc, chúng tôi nói là mình đứng ở một cái cương vị nào, là một vị vua, một vị quan hay là một người có quyền, một cái lời khoán quyết của mình á, thì có thể đem đến sự hạnh phúc cho người khác được, nhưng mà cũng có thể đem đến cái đau khổ cho người khác rất là nhiều, là do cái tâm ác của mình, tâm bất thiện của mình. Cho nên nếu mà mình cầu an, bản thân của mình cầu được an lạc, nhưng mà mình dùng cách này cách kia để mà mình hành hạ, đánh đập, chúng ta rằng mình giết chóc người khác, giết chóc sinh linh khác đó, sinh loài khác đó, thì mình sẽ là người bị chết yểu, chết yểu. Tuy là nếu mà chết là do nghiệp, gọi là mạng sống này bị chấm dứt do nghiệp thì là do cái nghiệp mình sát hại. Còn nếu mà mình sống ở đời mà mình bệnh hoạn ốm đau triền miên, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải bệnh, có thân thì mình già rồi mình cũng phải mái cổ mái của mình nó cũ kỹ thì mình cũng phải bệnh ít nhiều chứ không phải ăn bệnh. Nhưng mà tại sao là cái người bệnh rất là nhiều, bệnh hết chuyện này bệnh tới bệnh chuyện kia, bệnh này vừa dứt là bệnh kia, chúng ta thấy là nó triền miên vậy. Thì chúng ta biết là nếu mà bệnh là do nghiệp, là do đời trước hành hạ đánh đập những sinh loại khác, hoặc là bệnh tật, cả bệnh tật luôn, bệnh là tật đó, tật quyền ở trong đời sống. Nhiều khi mình đi đây đi đó bị tai nạn, hoặc là không tự nhiên ngồi cái bị tai nạn đâu biết được, nên cái điều đó nó vẫn diễn ra trong đời sống. Vì vậy mình cầu cái hạnh phúc cho mình, nhưng mà mình làm tổn thương chúng sanh khác, thì làm sao cái người đó có được sự an lạc? Nếu chúng ta nói về nhân quả, nói về nghiệp báo, chúng ta không có an lạc, không có thể nào có an lạc được. Cho nên cái kệ ngôn này nó giống như cái câu kệ về kệ ngôn pháp cú mà chúng tôi không có nhớ số mấy, nhưng mà rõ ràng là cái câu pháp cú mà chúng tôi có nhớ đó là Đức Phật ngày dạy là Sukha kamani phutani yodande nabhinsati attano sukame sana pachaso lapate sukang, có nghĩa là người nào cầu an vui và hạnh phúc cho mình nhưng mà dùng quyền thế hãm hại chúng sanh khác. Chữ quyền thế ở đây chúng ta hiểu là cả đao trượng cách này cách kia để mà làm tổn thương chúng sanh khác, để mà làm tổn thương khác, mà mình cầu an vui và hạnh phúc cho mình thì cái người đó sau khi chết không bao giờ được an vui. Giống như cái câu ở muốn nói, thì Đức Phật ngài nói trong cái giới thứ hai ở đây đó, chúng ta thấy cái câu mà Đức Phật ngài dạy, cái giới thứ hai, đối chúng sanh muốn lạc, không ai
ai không hại giới trưởng, kẻ tìm lạc cho mình đời sau, đời sau tìm được lạc. Cho nên là mình muốn cầu an lạc cho mình thì tốt hơn là mình đừng dùng đao trượng trong cái cách suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Người tu của mình là không có khởi lên một cái ý niệm xấu, không làm tổn hại chúng sinh khác, chứ đừng nói tới cái lời nói. Lời nói chúng ta cũng phải tránh, rồi cái hành động thì lại càng tránh hơn. Cho nên là chúng ta nên tránh. Có nhiều khi đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp chúng ta chưa khởi lên, nhưng mà ý nghiệp chúng ta đã khởi lên. Ý nghiệp bất thiện mà, do sân hận, do tham muốn, hay là do si mê, hay do tà kiến. Mấy cái người mà cúng tế như vậy đó là cái người tà kiến, người tà kiến. Cái quan điểm như vậy là quan điểm sai lệch, nó ngược với chánh kiến. Chúng ta đi ngược lại với bát chánh đạo đó, chánh kiến là điều đầu tiên. Bây giờ chúng tôi đang nói đến chánh kiến trên phương diện hiệp thế. Chánh kiến trên phương diện hiệp thế tức là thấy rõ về nghiệp báo nhân quả, thấy rõ về nghiệp báo nhân quả. Và cái người tu thì không có làm cho cái thân nghiệp bất thiện mình, khẩu nghiệp bất thiện hoặc ý nghiệp bất thiện mình nó khởi lên. Ngay cả cái ý nghiệp thỉnh thoảng nó khởi lên, người phàm phu mà nó khởi lên, nhưng mà nếu như mà mình có cái trực tỉnh hay là chánh niệm và tỉnh giác thì mình nhận ngay ra ngay cái ý niệm này là ý niệm sai này, làm tổn thương chúng sanh khác này, gây đau khổ cho chúng sinh khác này, trực tiếp hoặc là gián tiếp này, cách này hoặc cách nọ này, làm tổn thương. Ở trong thanh thì nhiều khi là mình sân hận, là mình nghĩ vì người đó làm lợi cho người mà mình ghét mình cũng giận người ta nữa, mình cũng sân hận nữa. Người đó họ không có làm gì mình nhưng mà họ làm lợi cho cái người mà mình ghét thì mình cũng giận người ta nữa, cũng sân hận bực bội với người ta nữa. Cho nên là cả rồi cái người đó là làm tổn hại đến người thân của tôi thì mình cũng bực bội nữa. Hay là người đó làm có lợi cho cái kẻ thù của tôi thì mình cũng sân hận nữa. Cho nên nếu như mà mình khéo có cái gọi là khéo tác ý đó, hay hoặc là khéo cái chánh niệm tỉnh giác một chút. Chánh niệm tức là mình biết cái vật, cái gì nó đang diễn ra. Chánh niệm là mình biết cái gì nó đang diễn ra, nó khởi cái ý niệm lên một chút đó, thì mình đã biết rồi, biết cái này nó không nên, thất niệm. Rồi là Quách Tha Ná nêu cái câu pháp cú này nè, đó chúng tôi nhớ là như vậy. Sukha kamani futani yo dande na vihin sati attano sukame sana bacchaso lapate sukang. Cái nghĩa là y chang vậy đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là đối với chúng sanh muốn lạc, mình muốn lạc mà muốn an lạc thì mình đừng lên làm tổn hại chúng sanh. Nãy chúng tôi có nói với quý vị đó, cái hành động phóng sanh mà ngày nay chúng ta thấy phần lớn các Phật tử Phật giáo Bắc Tông đó, người ta hay đi phóng sanh, thì cái hành động đó cũng là hành động thiện đó. Mặc dù là trong kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật không nói trực tiếp là phóng sanh là gì hết, bởi vì mình nghĩ rằng mình giải phóng ai được cái sự ràng buộc, mình giúp đỡ ai thoát khỏi cái sự bó buộc, ràng buộc, khổ đau đó, thì rõ ràng là chúng ta làm một cái việc thiện đây. Việc thiện sau này chúng ta có cái chuyện gì đi nữa thì cũng may du khống mình để mình tù ra giam cầm. Chứ thường thường người ta nói cái câu là chim trời cá nước, chim trời cá nước, chim thì nó tự bo do bay lên trời, bay lên cây, nó muốn bay đâu nó bay, còn cá thì dưới nước nó muốn lội, muốn lặn đâu lặn. Nhiều khi chúng tôi có gặp những người Phật tử người ta thích nuôi cá cái gì, hoặc là ta thích nuôi con chim, con chim ở trong lòng mà. Rồi người ta thích nuôi cá, tôi khuyên họ là nên bỏ đi, đừng nên thích cái chuyện này. Nói sao thời gian họ cũng bỏ, nói họ cũng bỏ, nói giờ
quý vị cứ giam cầm người ta đi, đi cho ăn đầy đủ đi, mai mốt á quý vị ở trong tù á, người ta giam cầm quý vị, người ta cho quý vị ăn uống đầy đủ á, quý vị có chịu không? À, con cá cũng vậy đó, nó bơi ở sông, ở ao, ở hồ, ở rạch á, nhưng mà mình đem vô trong cái ao, cái chậu gì đó mình nuôi, mình nhốt ở trong cho ăn đầy đủ á. Nhưng mà rồi đó là mình mang nghiệp á chứ, mang nghiệp á, sau này mình bị cái nghiệp, mình bị giam cầm, giam cầm khổ đau cho người, gây khổ đau cho chúng sinh khác. Cho nên là đó là cái cách mà người ta nói là chim trời cá nước là vậy. Cho nên là mình không có làm tổn thương, không có nhốt ai, không có ràng buộc. Mình ở đây đó còn muốn được giải thoát mà, đừng có sự ràng buộc gì mà, đừng có sự ràng buộc gì. Huống chi là con, những con vật nó cũng vậy thôi, nó cũng muốn được cái sự an lạc. Cho nên chúng ta có nuôi nó được kỹ lưỡng ở trong lòng, hay chúng ta có nuôi nó được kỹ lưỡng ở trong chậu, thì đó là cái hành động của sự giam cầm. Cho nên là sau này chúng ta bị cái quả là chúng ta bị cho người ta cho mình ăn uống đầy đủ, nhưng mà người ta nhốt mình lại, gọi là giam lỏng đó. Đó là một cái hình thức. Vì vậy cho nên là ở đây đó là mình muốn được an lạc. Cái người mà muốn được an lạc thì mình không có làm tổn thương ai bằng cái đạo trưởng hết á. Không làm tổn thương ai bằng đạo trưởng. Và chính cái người mà tìm sự an lạc đó, thì cái người đó thật sự sẽ có được cái sự an lạc. Là vì không làm đau, không dùng đạo trưởng để làm tổn thương ai trong cái suy nghĩ của mình, trong cái hành động của mình, trong cái lời nói của mình. Và chúng ta nhớ rằng là cái hành động, cái việc mà mình tránh xa cái đau trượng hành hạ chúng sinh khác á, cái chữ đanh đê ná trong cái câu pháp cú này là cái sự hành phạt đó quý vị, đánh đập hành phạt đấy, chữ đanh đê ná đó. Hồi chúng tôi nhớ hồi xưa đó, khi còn là sa di đó quý vị, hàng tháng á, bây giờ không biết mấy sư sa di có được đi hành phạt không. Hồi xưa chúng tôi sa di đó, còn là sa di đó, thì cứ mỗi tháng á, là xin hành phạt 2 ngày, xin hành phạt 2 ngày, gọi cái từ gọi là đanh đá câm. Đanh đá câm thì cái chữ đanh đá này nè, đanh đá là sự hành phạt á, cho nên là dịch ra là hành phạt. Mình đối diện trước chư tăng, các vị tỳ kheo, tính đối diện trước mặt tỳ kheo, mình xin nương tựa, rồi xin hành phạt, rồi cái các vị tỳ kheo chỉ mình hành phạt là gì, không phải đánh đập, mà các vị hành phạt bắt mình là đi ra chùi nhà vệ sinh, rửa nhà vệ sinh, rồi quét dọn nhà tắm, quét dọn sân chùa, đó là phạt đó. Rồi hả, người nào mà xin hành phạt rồi đó là sáng ra là phải chấp tác cái việc đó, chà rửa nhà vệ sinh. Mà quý vị biết rằng tăng sinh thì đông, mấy chục vị, thì mình có nhiệm vụ là mình phải quét dọn phòng tăng, rồi mình phải làm cho nó sạch sẽ hết. Đó là cái cách hành phạt của một vị sa di. Trở lại với lại cái điều này ở đây đó, thì khi mà nói rằng mình không có dùng cái đao trượng làm, tức là đao trượng tức là vũ khí ha, dao mát gì đó, chém chặt gì ai đó, không có. Rồi cái thứ hai nữa là trượng, ở đây là gậy gọc, gậy gọc, trượng là gậy gọc, cây cối đá, chữ hành phạt, đánh đập hành phạt những người khác. Cho nên là khi mà một người mà không có cái gây cái sự hành phạt đó, không có làm tổn thương những chúng sinh khác, đó là mình giữ giới, mình giữ giới được tốt đẹp, giữ giới được tốt đẹp. Cho nên là cái người mà giữ giới, các vị có nhớ cái câu rằng chư tăng thường nhắc cái câu mình là các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Si lê na sukatin danh tí, sukatin danh tí, si lê na
phô gách xâm ba đa, tức là đầy đủ tài sản, rồi si lê nếp bu tinh danh tí, tức là được chứng đắc niết bàn đó, nói nôm na là vậy, được thành tựu niết bàn này, là cũng là nhờ giữ giới. Cho nên cái người tu tập á, không phải là mình giữ giới là để tránh cái nghiệp ác không, mà là làm nhân, tức là mình tu giới để hướng đến cái đạo lộ giải thoát, cái đạo lộ giải thoát. Cho nên là cái người mà giữ giới, tức là họ không có bị cái quả xấu, cái quả xấu, quả báo xấu. Và ở đây đó, chúng ta thấy có những người sanh ra đời họ không có, ít có bệnh tật, họ không có bị nạn tai gì hết, không có bị nạn tai, họ khỏe, họ bình thường, rồi họ sống cũng được tuổi thọ, sống được tuổi thọ, rồi lần lượt đó, rồi họ được sống thọ, sống khỏe, sống mạnh. Nếu mà mình nói cái yếu tố là do nghiệp, cái yếu tố mà sống được trường thọ, ít bệnh hoạn ốm đau là do nghiệp, thì là do cái nghiệp đời trước mình không có đánh đập hành hạ. Còn ngoài ra còn do vật thực, rồi do vào thời tiết, do tâm lý của mình đó, nó có nhiều cái nguyên nhân, chứ không phải là một cái nguyên nhân không. Có nhiều khi là do vật thực mà nó làm cho sức khỏe của mình nó kém, vân vân, mình bệnh hoạn. Hay hoặc là do thời tiết, nó cũng là sinh ra bệnh hoạn. Hoặc là do cái tâm lý của mình cũng có. Cái tâm lý mình ngày nay quý vị thấy rằng là nhiều khi mình bị chi phối với cuộc sống kiếm tiền quá đi. Cuộc sống với xã hội chạy đua với cái thời gian đó. Rồi mình thấy những cái giới trẻ bây giờ nhiều khi họ bị đột quỵ, họ chết rất là nhiều. Họ bị nhồi máu cơ tim nhiều. Rồi họ bị cái này cái kia, nó nhiều thứ lắm. Họ bị stress rất là nhiều. Cho nên họ không có cách để giải tỏa. Mà cái gì? Cái gì dí họ? Cái gì mà bao vây họ? Vì cuộc sống này thôi. Cuộc sống này. Cho nên cuộc sống này trong những cái lúc như thế ấy, là cái người tu á, mình ứng dụng trong Phật pháp á, thì mình thấy là mình thấy càng mình trầm tĩnh chừng nào, sống nhẹ nhàng chừng nào, thì mình được an lạc chừng nấy. An lạc nó không đâu xa, chính mình điều tiết lấy cho chính mình, điều tiết cho mình, chứ không phải là cái an lạc là do cái người khác ban tặng cho mình đâu. Cái an lạc không phải là người khác ban tặng cho mình. Mình đọc ở trong kinh thì mình mới thấy rằng trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng điều không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Cho nên mình được cao thượng hay là mình hạ tiện đó, là chính là do cái tâm niệm của mình. Trong những cái cuộc sống như thế nào, mình sống có một cái sự trầm tĩnh, luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn suy ngẫm về cái lời dạy của Phật, rồi luôn luôn ứng dụng lời dạy của Phật trong đời sống hàng ngày, thì mình gặp cái cảnh nào mình cũng luôn luôn có được cái sự an lạc trong đó. Còn vì mình hiểu được nè, đời đó là điều là thế gian này đều là do duyên hết á, do duyên hết. Cái duyên này đó không phải là mình chấp nhận buông xuôi, nhưng duyên ở đây đó là tùy duyên, tùy duyên, nó đến và nó đi. Mình chấp nhận nó đến thì mình cũng chấp nhận nó đi. Điều gì nó đến nó cứ đến, và điều gì nó đi nó cứ đi. Và cái nhiệm vụ của mình đó, là đối với những việc mà nó đã xảy ra hoặc là đang xảy ra, thì mình phải thẩm nghiệm được cái lời dạy của Phật. Mình nói tất cả những điều đó đều là do nhân duyên, do duyên, do duyên. Vì mình tin rằng do duyên, và mình nghĩ rằng là do duyên, và mình hiểu rằng do duyên, thì chúng ta không có gì phải đau khổ. Chúng ta không có cưỡng cầu, không có cưỡng cầu. Chúng ta thường có một điều đó là chúng ta hay có cái sự cưỡng cầu. Cưỡng cầu là phải như thế này, phải như thế nọ. Chúng ta có cái tâm lý là thường hay cái sự cầu toàn. Cầu toàn.
cầu toàn cái này, cầu toàn cái kia, nhưng mà rồi đó là đâu có như ý mình được đâu. Nếu mà như ý mình được thì cuộc đời này, thế gian này không ai khổ, không ai khổ. Nhưng mà làm sao có cái việc như ý mình được? Mà nếu chúng ta không nhìn lại cái tâm của mình thì mình cứ 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 gọi là buông bóng, bắt bóng buông hình, mình cứ như vậy hoài mà mình không có thấy rõ được là tại sao mình phải khổ, tại sao mình phải rong ruổi như vậy, tại sao mình phải như thế này thế nọ. Mình cứ chạy theo như vậy hoài nhưng mà mình không nhìn lại chính mình á, lại cái lòng ham muốn của mình, cái sự cầu toàn của mình, và chính cái sự ham muốn của mình á, mong như thế này, muốn như thế nọ, nhưng mà nó không như ý mình thì mình phải khổ hoài. Mà bản chất của cuộc đời thì cái tâm của mình mà tham nó không biết tới chừng nào cho đủ, không biết tới chừng nào cho đúng, biết chừng nào cho dừng. Cho nên là chúng tôi thấm thía với cái lời dạy Phật á, Đức Phật dạy cho mình sống có một cái pháp mà gọi là thiểu dục tri túc đó, rất là hay, rất là hay. Trong mọi hoàn cảnh, người tu ngoài, người cư sĩ cũng vậy. Nếu mà mình biết nó vừa thì mình sẽ được an lạc. Còn mình không biết vừa thì cũng không biết bao nhiêu là đủ, và cũng không biết bao nhiêu cho nó vừa lòng. Và do vậy thì mình cứ khổ hoài. Trở lại với cái ý nghĩa của bài học hôm nay đó, thì đọc lại cái kệ ngôn này đó, thì mình mới thấm rằng Đức Phật Ngài nói rằng là ai mà dùng ai làm hại bằng trượng, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Rồi Ngài nói cái câu sau là đối với chúng sanh muốn lạc á, thì không ai hại giới trượng. Tức là mình muốn an lạc thì không thể nào mà mình hành hạ, làm gây tổn thương chúng sanh cả, dù trong cái suy nghĩ. Chúng ta có ba nghiệp đó: thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp. Cái suy nghĩ tức là ý nghiệp của mình, mình đừng có khởi lên cái ý nghiệp bất thiện nữa, làm tổn thương, sinh hại, sinh lòi, suy nghĩ cách này cách kia, hoặc là lời nói, hoặc là cái hành động làm tổn thương. Thì cái người mà không dùng trượng để hại người đó, thì cái người đó mới thật sự là tìm được sự lạc, an lạc cho mình. Mà an lạc ở đây phát xuất từ ở cái tâm của mình. Tâm mình nghĩ điều thiện, mình làm những điều thiện, và tâm mình là vừa biết vừa với những cái gì mà mình có, và mình thấy những cái gì nó cần thiết để mà mình hướng tâm đến đó, thì cái đó mới thật sự là mang đến cái an lạc. Còn cái gì bên ngoài đó, xin tỏ quý vị là không phải là cái cứu cánh để mà mình tìm được sự an lạc đâu. Có những người rất là đời sống rất là bình dị, đời sống rất bình dị, nhưng mà họ có được sự an lạc, có được sự an lạc. Trong khi những người đôn đáo, chạy đôn chạy đáo, chạy như thế này, chạy như thế nọ, để được cái này, được cái kia, nhưng mà trong lòng thì cũng chưa chắc đã có được sự an lạc. Mình thấm được cái lời dạy của Phật vậy đó, thì mình sống làm sao là đừng có gây tổn thương, dù trong một cái suy nghĩ, đối với chúng sinh khác. Đừng gây tổn thương trong một cái suy nghĩ của mình đối với chúng sinh khác, hay là lời nói hoặc là hành động. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài muốn gửi gắm đến trong cái bài học hôm nay là như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ dựa trên cái bài học này, với bấy nhiêu cái ý nghĩa trình bày. Chúng tôi chúc, trước nhất là chúc Chư Tăng được cái sự an lạc ở trong đời sống phạm hạnh. Chúc quý tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa ở trong cái đường Phật pháp của cho chính mình. Bây giờ chúng tôi xin được phép xuống mic. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư.
Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba buddha na pha vena sada sate bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba dhamma na pha vena sada sate bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba sangha na pha vena sada sate bhavantu te. Tất cả phương ơn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thủ hành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học Pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đi quá ta, san ti quý hạ ra qua, si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba quan tu vu chi ta sot thin ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha map cha na qua ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sappana puta sukhi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da kham pa wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kan tham ma wa rang pa ti cha te sap ve pi duk khat sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bột ga la sang khổ hồ tu sa mắc gồ qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hề rát khan tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri nô vô thêm sầm ba phu này ya